漫天飞舞，我在踌躇该不该停下脚步，怕你义无反顾爱得太辛苦，从来不给自己留一点退路。我不怕辛苦，只怕留不住你掌心残留的温度。如果天要我背负一辈子的孤独，我只想lão phu nhân, bà đã không ngủ 3 ngày 3 đêm rồi, hãy vô nghỉ ngơi một lát đi. Có tin của Triệu Tông hay không? Hay à? Ngoài đường đã dọn dẹp sắp xong hết, cũng không có tin tức của đại thiếu gia. Nhất định không còn ở đây, không còn nữa. Đi đi, kêu quan thúc làm đám tang. Hãy treo vải trắng lên. Đại sự cuối cùng trong đời của nó, người làm mẹ này phải làm giùm cho nó thiệt linh đình. Nhưng mà vẫn chưa kiếm được xác của đại thiếu gia. Đã 3 ngày, nhất định đã bị chôn ở dưới đất. Nếu tôi không làm đám tang cho nó, lỡ nó kiếm nhà không được, trở thành cô hồn ma trôi, tôi càng có lỗi với nó. Lão phu nhân à, nếu như theo quy luật của tộc bị tịch thu thì gia sản của mình phải làm sao? Thiên tai nhân họa, giấu họ không được đâu. Thương Châu, xin lỗi, xin lỗi. Tí không thể đi được, không thể đi được. Đây đây, trả lại cho tôi, trả lại đây, trả lại đây. Không được, mẹ. Đây đây, không thể đi được. Không làm được, người bên ngoài sẽ lấy đồ đi đào chứ, không làm được, không thể lấy đi. Không nghĩ tới việc làm ăn của Thẩm gia mình thì sao? Đây là chuyện của tiệm thuốc bác, mắc mớ gì tới tôi? Trả lại đây.
Hãy nghe đi, bây giờ chuyện của Thẩm gia chính là chuyện của chúng ta. Đủ rồi, lão mau về ta lại. Mẹ, gia đình xảy ra chuyện lớn, hai đứa bớt ồn một chút có được không? Mẹ. Bộ Dung, chuyện của Thẩm gia không liên hệ tới con. Thẩm gia vừa xảy ra chuyện mà cô bỏ nhà ra đi. Con chỉ là lo cho mẹ của con, con muốn về thăm mẹ của con. Tỷ nói láo, hồi sáng nay tỷ vừa mới nhận được thư báo là cả nhà bình an mà. Tại sao tối ngày cô cứ có thành kiến với tôi hả? Trước kia có Triệu Tần ở đây thì cô nói là cô ghen tương với tôi, bây giờ người không còn nữa hả, cô còn dành cái gì với tôi đây? Ai nói không còn nữa? Đã ba ngày. Ba ngày thì thế nào? Cho dù nó có chết đi, cho dù suốt đời nó không xuất hiện, con vẫn là nương tử của nó. Ta bắt con ở quá cho nó suốt đời. Mẹ, bây giờ là dân quốc rồi, không có thịnh hành cái thứ này nữa đâu. Đại tỷ không thủ công thủ, tuy rằng hướng Xuân Nê này thời gian vào Thẩm gia không được bao lâu, nhưng mà con biết rõ cái gì gọi là tam tùng tứ đức. Nếu như con và Triệu Tông không thể sống trăm năm bạc đầu, vậy thì con xin mẹ hãy cho con giữ cho ảnh suốt cả đời. Đứng lên, coi như mẹ không nhìn lầm người. Mẹ chồng con vô, một người ca một người tấu, coi bộ tôi ở trong nhà này cũng đâu còn vị trí gì nữa. Ở đây có ý nghĩa gì? Nhận. Dạ. Đi, ai cũng không được đi. Ngày mai ta sẽ làm đám tang cho Triệu Tông, ta bắt Thẩm gia phải đầy đủ đưa đám tang cho nó, một người cũng không thể thiếu. Mẹ, nhất dạ phu thê bách dạ ân, ta đối với người không có yêu cầu gì khác, chỉ đưa nó một chặng đường cuối cùng được chứ? Nhị phu nhân, bà ngồi xuống đi. Nhị phu nhân, bà thiệt muốn ở lại Thẩm gia suốt cả đời hả? Để coi thế nào đã. Nếu như ra ngoài kiếm một người đàn ông không có đáng tin thì ở lại giữ tài sản của Thẩm gia, ít ra cũng không phải lo ăn lo mặc. Sao bà còn giữ Khương phu nhân ở lại dành với bà? Ta đâu có giữ bà đâu, ta chỉ giữ lòng của lão phu nhân thôi. Người nghĩ coi, nếu như bà đi rồi, lão phu nhân chỉ còn lại có mình ta, tới chừng đó ta làm cái gì cũng tiện. Ta cố giữ bà ta lại, trước hết là tỏ ra ta nghĩ cho Thẩm gia, để cho lão phu nhân yên tâm. Hai nữa là chứng tỏ ta rộng lượng, có nội hàm. Hơn nữa hôm nay ngươi coi cái tướng của Khương Bối Dung, ngươi cảm thấy bà sẽ ở lại hay sao? Ồ, chiều này của nhị phu nhân thì là thông minh, lòng của lão phu nhân đã bị bà lấy được. Như vậy cũng có ích lợi gì? Đời của một người đàn bà quan trọng nhất là được trăm năm bạc đầu với người mình yêu. Chuyện thứ hai nữa mới là tiện. Trong trận chiến tranh này, lão phu nhân đã thua, đại phu nhân thua, và ta cũng thua. Nhị phu nhân, bà đừng quá đau lòng. Nói không chừng đại thiếu gia còn sống. Ngày mai cứ hành tang lễ rồi, không thế nào đâu. Cho dù có thế nào đi nữa, ngược lại ta hy vọng ông không có về. Ông không có trở về thì ta sẽ thủ cái gia đình này, ta vẫn còn có chút địa vị. Nếu mà ông trở về, lòng không có ở nơi ta,
ngày nào cũng ghen tuông và giành giật, cho tới cuối cùng ta chỉ làm thiếp. Tội tình gì? Trước kia ta cứ muốn biến thành phượng hoàng, ta bất chấp tất cả muốn yêu Thẩm Triệu Tông. Nhưng mà cho tới hôm nay ta mới hiểu, tiền bạc, địa vị, những cái này không có quan trọng. Quan trọng nhất là một vòng tay ôm ấm áp trong những lúc ngươi cô độc có thể an ủi ngươi. Anh Tuyết, ngươi có biết cái gì mới là thê thảm nhất hay không? Thê thảm nhất là bên ngoài trời đang rất là nóng nực, đến nỗi người ta thở không ra hơi. Nhưng mà trong lòng của ngươi lạnh lẽo như là băng đá, giống như là vĩnh viễn, vĩnh viễn sống ở trong mùa đông. Tất cả dừng lại một chút, dừng lại một chút. Chuyện gì đây? Chúng ta đã lục soát 3-4 ngày rồi, cho dù là moi người ra được cũng không có còn sống sót. Nếu như lãng phí nhân lực vật lực như vậy, hay là bắt đầu tiến lập lại gia đình? Không được, nghe tôi nói. Quyết định bắt đầu từ ngày mai, bắt đầu ngưng kiếm người. Chúng ta bắt tay vào tái kiến lại cho nhanh. Tại sao mà ngưng kiếm? Tôi biết, tôi thông cảm các vị đã bị mất đi người thân, tôi biết. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp tục moi kiếm nữa, không bắt tay vào tái kiến, như vậy thì cuộc sống của chúng ta không cách nào để mà tiếp tục được nữa, tổn thất càng lớn hơn. Kiếm không có được người nữa, thông cảm giùm. Làm ơn làm phước, hãy thông cảm giùm. Tộc trưởng, tộc trưởng, tôi tin tưởng còn có người chưa chết. Chỉ cần cho thêm một chút thời gian, tận thêm chút sức, nhất định sẽ cứu được rất nhiều người nữa. Đúng đúng vậy, đúng đúng. Đừng có bỏ đi, mình còn cơ hội mà. Đại ca, đừng có khóc nữa, đứng dậy, mình đi về. Đi. Lan Yên. Đại ca, chúng tôi giúp anh.
Mày lên mau 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 nè mau lên nè qua đây giúp một tay kia mau mau kia nữa mau nè 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 Triệu Tông. Triệu Tông. Muội khát nước. Muội mệt quá. Muội buồn ngủ. Đừng Lăng Yên. Lăng Yên. Muội đừng có ngủ. Đừng ngủ. Hay là để Quỳnh kể chuyện cho muội nghe. Hả? Chuyện gì? Thời Đại Tam Quốc có một lần Tào Tháo dẫn binh đi lạc đường. Họ vừa khát nước vừa mệt. Sau đó Tào Tháo phát hiện một vườn dâu. Có phải huynh muốn nói nhìn dâu đỡ khát không? Phải. Muội nghĩ đi. Muội hãy nghĩ. Có một chùm dâu tươi thì muội sẽ không thấy khác nữa. Muội đỡ khác nhiều rồi. Triệu Tâm, mình có chết ở đây không? Chúng ta sẽ không chết. Quynh và muội đã cực khổ, cho nên bây giờ mới được cạnh nhau. Ông trời nhất định thương xót chúng ta, sẽ không bắt chúng ta phải chết. Triệu Tông, nếu chúng ta có thể ra ngoài được, còn sống sót trở ra ngoài, muội nhất định sẽ nói rõ với Lục Đại Hữu. Muội sẽ trả lại hết tiền cho ảnh, sau đó thanh bạch để đi theo huynh. Sau này huynh làm việc ở trong tiệm thuốc, muội ở nhà lo công chuyện gia đình. Tối huynh về nhà để mà coi phá bông với muội. Muội sẽ nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo cho huynh. Mọi chuyện của huynh phải chính tay con muội làm cho huynh. Muội muốn huynh là một người đàn ông hạnh phúc duy nhất. Được. Huynh nghe kìa, phải có tiếng động hay không? Hình như có người tới cứu mình. Đúng vậy. Cứu mạng! Cứu tôi! Hả? Cứu mạng! Hãy cứu, cứu tôi! Cứu mạng! Cứu tôi! Hãy cứu ta! Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu đúng rồi! Là dưới này truyền lên! Cứu có người chưa chết! Mau qua đây! Mau qua đây! Mở lên quay giúp tay. Cẩn thận, từ cẩn thận nha. Có người còn sống mà. Cứu mạng. Cẩn thận. Lăng Yên. Dương Đại Ca. Lăng Yên nè, cẩn thận. Lăng Yên, có không sao chứ? Không sao. Mau cứu Triệu Tông. Được, Tâm Hòa, có chừng cổ giùm tôi. Dạ. Nè, từ từ. Nè, cẩn thận.
mơ. Lan Yên, uống miếng nước đi. Nè, nè, cẩn thận. Từ từ. Cảm ơn, cảm ơn. Bên dưới còn có ai không? Không, chỉ có hai chúng tôi. Được, đi. Lan Yên, từ từ uống. Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Tôi không sao. Vậy thì tốt. Lan Yên, muội không sao chứ? Muội không sao. Cần báo với người nhà của ngươi không? Thôi khỏi, tôi còn hơi sức, tôi có thể tự về. Nè, nè, qua đây, từ từ đi ha. Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Lan Yên, tôi đưa cô về. Đi đi. Đi. Lão phu nhân, bây giờ đã nửa đêm, bà vô phòng nghỉ ngơi đi. Không được, hôm nay là ngày đầu tiên an táng cho Triệu Tông, tôi phải thủ cho nó. Mẹ, Triệu Tông, Triệu mẹ. Tông, Triệu Tông. Mẹ, Triệu Tông, con Hiển Linh hả? Con có giới thiệu cái gì cho mẹ biết, mẹ sẽ an bài cho con. Mẹ có lỗi với con, những ngày cuối cùng của con mà mẹ cũng đánh con. Con đừng trách mẹ, Triệu Tông. Mẹ, con. Chuyện gì? Phải mẹ đối với con chưa đủ tốt không? Con nói với mẹ, nói đi con, nói với mẹ. Mẹ, Triệu Tông không phải là ma, mà chính là người. Hả? Còn có hai người đưa anh về kìa. Triệu Tông. Mẹ, mẹ. Triệu Tông. Mẹ. Triệu Tông, con bỏ đi đâu vậy? Con làm mẹ hết hồn, làm mẹ hết hồn. Xin lỗi. Con làm mẹ hết hồn. Triệu Tông bất hiếu, để mẹ phải lo lắng. Con làm mẹ lo muốn chết. Mẹ, mẹ sợ quá, con có biết không? Con ngoan con xin lỗi. Mẹ, mẹ. À, 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 à.
có thấy chỗ nào không được khỏe? Cần ta lấy đồ cho muội ăn không? Lần này Lan Yên thì cả đại nạn không chết, cảm ơn trời Phật, Bồ Tát phù hộ. Phải nên cảm ơn chân đại ca. Chuyện này đương nhiên là lãnh dân, cảm ơn. Người được bình yên thì được rồi. Đại ca, lần này của đệ tử Tâm Hải cũng có phần. Cảm ơn. Đi cách xấu phải nên làm. Được rồi, sau cơn mưa trời lại sáng, đại ca chắc là sẽ không phản đối nữa chứ. Làng Yên mà mệt lắm, cứ bao giờ ở đây hoài làm nghỉ ngơi không được. Thôi ra ngoài đi. Đại hữu, có chuyện gì ngày mai hãy nói ha. Anh nghỉ ngơi sớm đi. Dân đại ca, chúng ta còn là bạn hay không? Lâu nay chúng ta vẫn là bạn mà. Vậy tôi thấy yên tâm. Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Ta về. Dạ. Vô xong em không còn nhỏ nữa. Tối ngày cứ bắt em ở bên cạnh anh thì có lỗi với cha mẹ đã chết. Cho nên ta chuẩn bị là làm chủ giùm em. Đại ca, muội sẽ nghe lời hết. Nên nó thật cái sự là người tốt, là lòng dạ hiền lương. cho nên em ưng thằng Kim, em nhất định hạnh phúc. Anh đại hữu. Đại ca, đừng nói nữa, chuyện này đã quyết định. Huynh quyết định thì huynh ưng đi, muội không ưng. Người muội thích là Tam Hải. Tam Hải, mình đi. Em dám bước ra nửa bước, anh báo cục cảnh sát liền. Thưa Tam Hải, bắt cóc đàn bà phụ nữ, con coi các người làm sao sống chung. Đại ca, có phải muốn ép mùi chết không? Cho dù chết cũng phải khiên xác vậy. Anh đại hữu, nếu nhìn thấy tôi có chỗ nào không được tố thì nói ra đi. Anh chị tôi không có việc làm, tôi lập tức đi kiếm việc làm ngay. Tôi đi liền. Tao không thích mày. Đừng tưởng mày mặc áo dài đội mão mấy ngày là hay ho là lắm ngàn. Tao ghét nhất là loại người này. Hơn nữa, cho mày kiếm được việc làm thì vô sau tính tóc bạc rồi. Đại ca, đại ca. Thà khi ông già tóc bạc đừng khi thiếu niên nghèo. Tam Hải là một người có chí khí, cho anh một cơ hội đi. Anh đây là chuyện người nhà chúng tôi, không cần người ngoài nhúng tay vào. Nếu như không có chuyện gì thì về sớm đi, không tiện. Nè, vô sông về. Mau lên. Vô sông. Tâm Hải. Vô sông hả? Mau lên. Buông mũi ra, người ta về rồi, vừa lòng chưa? Các người nói tôi bây giờ phải làm sao? Đại ca đừng có gấp. Muội nghĩ đại hữu không thích huynh chính là vì huynh không có việc làm. Đại ca, hay là thường mấy ngày nay huynh đi kiếm việc làm đi. Không kịp nữa, vài bữa sau thì anh gã vô xong rồi. Hay chờ sáng mai ta nói thêm cho hai người. Vô dụng thôi, anh không tin đâu. Vậy huynh nói chúng ta phải làm sao? Đại ca,
Chuyện gì cũng phải nói tới duyên phận. Nếu Quỳnh và Vô Song có duyên thì dù sao hai người cũng sẽ sống chung với nhau. Nếu như không có duyên, dù có sống chung đi nữa cũng xa nhau thôi. Quỳnh có hiểu không? Được rồi, là chuyện của anh tự mình giải quyết. Hai người giúp không được. Đại ca, đại ca. Tâm Hòa, cô đừng nói nữa. Để cho anh bình tĩnh lại. Vào lúc này có nói gì cũng vô dụng thôi. Đúng, bây giờ nỗi lòng của ảnh Quỳnh là người hiểu nhất. Bây giờ Lan Yên thấy vui lại, ta cũng thấy yên tâm hơn. Hy vọng cô được hạnh phúc. Nhất định là được. Ừ, cô cũng được hạnh phúc. Vì trong cuộc đời của ta sẽ không phụ ai nữa. Lãnh đại ca. Tâm Hòa, mình về. Vô Song, Vô Song à, Vô Song, Vô Song. Tâm Hải, Tâm Hải, mau đi, mùi đang ở đây nè. Mùi bị đại ca khóa lại rồi. Đợi một lát. Tâm Hải. Nè. Tâm Hải mau. Đợi chút, Vô Song. Mở khóa giùm mùi, mau. Sao hả, sao rồi, mở được chưa? Vô Song, lùi ra một chút. Vô Song. Tâm Hải, mình phải làm sao đây? Mình phải làm sao bây giờ? Đi, mình rời khỏi chỗ này. Rời khỏi chỗ này, đi. Khoan đã, không sợ đại ca sẽ thương Quỳnh sao? Không sợ. Như Tâm Hòa đã nói, so với mất đi muội, lang thang khắp nơi lại có ăn nhầm gì. Hơn nữa, trời cao đất rộng, họ chưa chắc giúp được chúng ta. Bây giờ vấn đề lớn nhất là muội có bằng lòng hay không. Bằng lòng từ bỏ hết tất cả, theo Quỳnh để chịu khổ. Bằng lòng, mùi bằng lòng. Được, mình đi. Hai người. Đại tẩu, hãy cho chúng tôi toại nguyện đi. Mùi thật không có thích Kim Quỳnh. Đại ca của mùi có bắt mùi phải ưng ảnh. Người mùi thích chính là Tam Hải. Lan Yên cô nương, tôi van xin cô cho chúng tôi đi. Tôi van xin cô cho chúng tôi đi. Đại tẩu, muội van xin mà. À, son phấn má má hồng mà thật tốt đây. Mua mua vô, mua vô, mua vô, mua vô. Không được, Lan Yên sợ quá độ. Có lẽ khẩu vị không ăn cơm được. Mình nên mua bánh bò về cho cổ ăn thì tốt hơn à. Ây da, chết rồi. Ông quên đem theo tiền. Làm ơn tránh giùm. Mau, mau lên. Mau, làm ơn tránh giùm. Mình phải đi cho mau. À, chào chào. Nè, hai người làm gì? Nè, chạy mau, chạy, chạy mau. Đi đâu ạ? Nè, đứng lại. Bắt lại. Bắt lại. Nè, chạy dùm. Đừng cãi nha. Muốn đi đâu? Nè, bắt lại đi. Đi đâu hả? Bắt nó lại. Nó trốn đi đó à. Nó mau lên, mau lên. Giúp giúp một tay. Chạy bắt nó lại. Được theo.
Anh đại hữu, tôi van xin anh, toàn nguyện cho chúng tôi. Mày dụ dỗ đàn bà con gái, lần này ta tới cục cảnh sát để thưa mày. Anh đại hữu, loại người như nó không thể tha thứ được, đem nó tới tiền cảnh sát tỉnh thành đây. Cái thằng mập này mắc mới gì mày hả? Kim, vô xong mình chạy. Đứng lại. Đại hữu. Đại hữu. Đại ca. Đại ca. Bây giờ té xong rồi kìa. Đại ca. Nhẹ tay lại. Hay làm ơn. Xương của cậu đã bị thương, phải nghỉ ngơi một thời gian mới hồi phục. Chút nữa các người theo tôi để lấy thuốc ha. Ba chén sắc thành một ngày ba lần, không có thể ngừng được. Dạ biết. Để tôi đưa ông ở đại phu ha. Được. Dạ xin mời. Xin mời. Đại ca xin lỗi nha. Tránh ra. Tội gì phải làm như vậy? Vô xong đã biết lỗi rồi. Ông ép nó ăn kim mập suốt đời nó cũng không được vui. Tôi biết các người đi muốn tôi chết. Tôi không có chết dễ vậy đâu. Ông mới vừa bị thương, ông đừng có bực bội quá, đối với sức khỏe sẽ không được tốt, biết chưa? Con quỷ cái này. Bây giờ mày có lòng có cánh rồi, mày hãy đi. Đại hữu à, đại phu viết toa thuốc rồi, tôi đi hốc thuốc cho anh. Chờ lát, mày dẫn vô xong vô phòng, ông khóa cửa lại cho đến ngày thành hôn. Khóa lại. Nè, bắt lại, đưa vô phòng, đưa vô phòng. Kim à, tội gì phải làm vậy? Mà bây giờ chỉ có cô mới chăm sóc được cho tôi thôi. À đúng rồi, có công được cho thằng nhóc Tiểu Tam Hải vô đây. Nếu không, tôi sẽ tới cục cảnh sát thưa nó, bắt nó bắt cóc đàn bà, còn làm người ta bị thương để cho nó ở tù suốt đời. Tôi biết. Còn nữa nha, cô không có được đi gặp là lãnh dân, lê lén lúc qua lại sau lưng tôi. Ông hãy nghỉ ngơi. Có ai không? Mở cửa mau. Có ai không? Mở cửa. Ai đó? Nè, làm gì? Đừng. Lê cô nương, tôi van xin cô cho tôi gặp vô xong. Bây giờ đại hữu còn giận ghê lắm, bữa khác trở lại. Nể tình chúng tôi thật tình yêu nhau, nói với đại hữu một tiếng, năn nỉ giùm tôi van xin cô. Cậu hãy về đi. Ai ồn ào vậy? Không có gì, tôi đang sắc thuốc cho ông, gần xong rồi. Anh cũng thể bị kích thích, cậu hãy mau đi về. Đi. Cô thì không có chút lòng thương hại nào. Đi, bệnh nhân quan trọng, về đi, mau. Tôi van xin cô. Tôi cũng nghĩ tốt cho cậu. Lấy cô nương. Tôi tưởng cô thả chúng tôi đi, cô là người tốt, thì ra cô cũng là người lòng dạ sắt đá. Là đại hữu, anh chết cũng được toàn thây. Anh đáng chết, đáng chết. Hơi nè. Đúng rồi. Tôi nghe cái đó. Sao chị nói là nó đi tốt mà. Đại thiếu gia. Quán thuốc. Đại thiếu gia, tôi nghe phòng sổ sách nói cậu muốn lấy ngân phí 300 đồng, không biết cậu lấy để làm gì. Tôi phải đi cứu người. Đàn bà hả? Cô không những là một người đàn bà, hơn nữa còn là người tôi rất yêu nhất trong cuộc đời. Đại thiếu gia, trên đầu chữ sắt là chữ đau. Tục ngữ có câu, trong tổ ân ái là mộ anh hùng. Quản thúc thước, tôi không muốn làm anh hùng gì. Tôi chỉ muốn được bình đạm an nhàn, thông thả thoải mái sống hết kiếp này. Hãy làm ơn giúp giùm tôi. Đi. Được. Thank you.
ngài, nhưng mà Quỳnh đã cảm thấy lâu như hơn 3 tháng. Muội yên tâm, Quỳnh sẽ cố gắng gom số tiền này để đổi lại sự tự do cho muội. Khoan đã, đừng có làm như vậy. Đây là nhà của muội, muội còn là nương tựa của người ta. Lan Nghiên, Quỳnh thì là nhớ muội. Muội có nhớ Quỳnh hay không? Biết là tại sao Quỳnh tới đây? Quỳnh đã lấy được ngân phiếu 300 đồng cho muội. Bắt đầu từ hôm nay, muội sẽ được tự do. Không được, muội không thể lấy tiền của Quỳnh. Quỳnh yên tâm, số tiền này muội sẽ từ từ trả cho Quỳnh. Giữa hai chúng ta đâu có cần phải tính kỹ càng như vậy. Cần, đương nhiên là cần. Muội hy vọng tình yêu của chúng ta là tình yêu trong sạch, hoàn toàn không có tạp chất. Quỳnh hãy tin muội, muội có đủ khả năng để trả số tiền này lại cho Quỳnh. Quỳnh tin muội, Quỳnh tin muội dùng thời gian suốt đời của muội để trả. Người là làm gì vậy? Hai người thiệt, hai người thiệt, hai người thiệt là quá đáng rồi. Có gì mà quá đáng? Hai người vốn là phu thê vợ. Đây là tấm ngân phiếu 300 đồng của Lan Nghiên trả lại cho Quỳnh. Từ nay về sau, Lan Nghiên không còn bất cứ một quan hệ gì với Quỳnh. Lan Nghiên, mình đi. Tao có nghèo, cũng chưa đến đổi đi bán vợ. Nhưng là Nghi không yêu Quỳnh. Không yêu tao cũng là vợ của tao, phải sống với tao suốt đời. Ông đã có hứa với tôi trả 300 cho ông sẽ trả lại tự do cho tôi. Ông làm vậy là không nói lý lẽ. Giang phu, giam phụ các người không cần phải nói lý lẽ. Ta mở cửa là lớn, hai người sẽ chết không chỗ chôn. Triệu Thông, Quỳnh đi về trước, đi đi. Không, nếu như vậy thì mình về chung. Không, được đi. Triệu Thông, Triệu Thông, ông muốn nói chưa? Muốn chơi. Đừng, đừng. Phu nữ, gia hữu, gia hữu, đừng. Gia hữu, gia hữu, đừng mà, buông tay. Nếu không buông sẽ chết người, buông tay ra, buông tay ra đi. Nếu không buông sẽ chết đó. Triệu Tông, buông có sao hay không? Triệu Tông, buông thế nào?
đã giết người. Mụ giết chết người. Mụ đã giết chết người. Là mụ giết chết người. Đừng có sợ, bình tĩnh. Bây giờ làm sao? Chạy mau. Đại hữu. Chạy. Đại hữu. Chạy mau.